always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. I pray to be with you through rain and shiny days. I'll love you till I die, deepest sea, whitest sky. The beauty of your love paints rainbows everywhere we go. Guiding star,
there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my heart. Sang bên ấy hoa cau bên này.
đổ xanh thắm tình em chẳng out of one of my dreams. So be
nhạc sập sình, nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đà. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Sập sình nhạc vui quá vui, tiệc cưới mừng uyên ương sánh đôi, lễ ra mắt tay trong tay, chiếc nhẫn xinh kết duyên đôi mình. Cả hai họ đều tươi như hoa, thật rộn ràng là bao câu ca, lời ca chúc chúc cho hai người phúc trăm năm, thắm duyên nồng mãi bên nhau, trao con đầy đàn. Rộn tiếng cười người vui quá vui, rượu thơm nồng nào ta uống say, một ly nữa chúc cho duyên tình mãi xanh tươi, suốt cuộc đời vẫn bên nhau như cau với trầu. Anh chị và các bạn một lời chào, một lời chúc sức khỏe trân trọng nhất, và buổi lễ đính hôn của hai em xin phép được bắt đầu. Kính thưa các cụ ông, các cụ bà, cô dì, chú bác, cậu mợ cùng với các bạn bè thanh niên nam nữ của đôi bên gia đình. Vâng, kính thưa các cụ, các quý vị, anh chị, các bạn. Trải qua những năm tháng mà học tập công tác của hai em Đích Phượng và Quang Vũ, mà hai em đã tìm thấy ở nhau một lời yêu thương chiều mến. Vâng, và hai em đã sinh ra và lớn lên ở quê hương Xuân Tiến giàu đẹp của chúng ta. Và trải qua những năm tháng tìm hiểu đấy mà hai em đã tìm thấy ở nhau một lời yêu thương chiều mến và một lời nguyện ước trăm năm nên nghĩa vợ tình chồng. Thì ngày hôm nay đây, hai bò sẽ chính thức đặt móng xây nền tương lai hạnh phúc cho con trẻ. Đó là ngày lễ đính hôn cho hai em Bích Phượng và Quang Vũ được nhận làm con làm cháu trong gia đình. Vậy giờ này đây, tôi thiết tha đề nghị tới các cụ, các quý vị, anh chị và các bạn, chúng ta có mặt trong phòng mừng đây, chúng ta hãy lửa một tràng hoa tay thật sôi nổi và hạnh phúc. Vâng, xin mời. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Nói miếng trầu là đầu câu chuyện. Vậy giờ này đây, xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ ông, kính thưa các cụ bà, kính thưa các bậc cha dì chú bác của hai quý dòng họ rất thân mến. Làm cha làm mẹ, ai cũng mong cho con mình khôn lớn trưởng thành. Trai ngoan thì tìm vợ, mà gái ngoan thì tìm chồng. Vâng, đó là nguồn hạnh phúc, nguồn vui của mỗi gia đình chúng ta. Trải qua bao năm tháng, hai cháu Quang Vũ và Bích Phượng đã tìm hiểu nhau. Hai cháu đã nhận thấy ở nhau một sự tâm đầu ý hợp, và hai cháu quyết định đến việc hôn nhân gia đình. Tình yêu của hai cháu được hai gia đình chấp thuận, và ngày hôm nay với sự thống nhất của đôi bên gia đình, ông bà kiểm chúng tôi cũng như ông bà giám đốc bên này chọn ngày lành
tháng tốt để tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu. Để rồi các cháu sẽ trở lên một gia đình mới. Và giờ đây tôi xin trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện cho nhà trai sẽ trịnh trọng lên đặt cây cầu này trước quý họ nhà gái. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, công, các bà, các bậc cha thì chú bác của hai quý dòng họ rất thân mến. Trong cơ dầu này, trước hết là kính dâng lên tiên tổ, sau nữa là đoàn đại biểu họ cha chúng tôi cũng gia đình cũng như gia đình ông bà Kiểm sẽ xin cháu Bích Phượng làm con dâu của gia đình ông bà Kiểm chúng tôi, cũng là con cháu của dòng họ chúng tôi. Giờ đây một vị đại biểu đại diện cho nhà trai chúng tôi nên trịnh trọng đặt cơ dầu này và xin quý họ nhà gái chấp nhận cơ dầu này của chúng tôi. Xin trân trọng kính mời. Đại biểu đại diện cho gia đình nhà trai đã lên đặt cơ dầu. Bây giờ này đây xin được trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện cho họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu và sẽ tiếp nhận cơ dầu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, và giờ đây xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng mời nước mời thuốc và lắng nghe ý kiến của vị đại biểu đại diện cho họ nhà gái. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa bác chú, cô dì cùng bè bạn của hai cháu. Bích Phượng, Hoàng Thú, hai cháu cùng trải qua những năm tháng học tập và lập nghiệp, cùng lớn lên trong tình cảm quê hương, khu xóm. Các cháu đã sớm quen thân nhau, từ cảm mến chân thành bè bạn, rồi tới ngày sớm đợi chiều trông. Hai cháu đã về thưa chuyện với mẹ cha. Các cháu đã được đôi bên song thân ưng thuận, được duyên trao Phật gửi, được kết bạn trăm năm. Thưa các quý vị, trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó chính là niềm mong ước và cũng là điều vui mừng của những người làm cha làm mẹ. Hôm nay ngày 7 tháng 1 năm 2017, gia đình ông bà Nghĩa cùng gia đình ông bà Hải tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu Bích Phượng, Hoàng Vũ. Đại diện cho họ nhà gái, tôi xin được đón nhận cao trầu cùng xính lễ của họ nhà trai. Xin dâng kính ra tiền kính trình quý họ để các bậc về trên cùng ông bà cha bác anh em của hai họ cùng chứng giám tàu xanh kết phận chầu vàng xe duyên cho hai cháu. Trong ngày hoan hỉ hôm nay, lòng yêu ái cùng sự hiện diện của các quý vị là niềm vinh hạnh của hai gia đình chúng tôi. Xin được gửi tới các vị khách quý, xin được gửi tới các cụ, các ông, các bà, xin được gửi tới các quý vị lời kính chúc sức khỏe trân trọng nhất. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin mời quý vị chúng ta hãy cổ vũ một tràng pháo tay thật là sôi nổi và hạnh phúc. Vâng, xin chân thành cảm ơn thì cho gia đình nhà trai sẽ biến cháu Quang Vũ ra để được ra mắt con viên hai mỏ trong ngày vui ngày trọng đại hôm nay. Xin được trân trọng những người. Thưa các cụ ông, các cụ bà cùng toàn thể quý vị trong lòng họ, con dẫn em con lên trước hết xin bày tin tổ chào họ, chào bà nội, chào bà ngoại, chào bố mẹ cùng toàn thể quý vị trong lòng họ. Con xin kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Vâng, xin được chân thành cảm ơn vị đại biểu đại diện cho gia đình cũng đã dẫn chú rể lên ra mắt con viên hôm nay. Vâng, còn thời gian đây thì xin được trân trọng kính mời tới xin mời tới em Bích Phượng sẽ ra mắt quý vị và sẽ
Vâng, lên thắp hương gia tiên và sẽ ra tiếp chầu cao Đức Phước tới các cụ, các quý vị, anh chị và các bạn. Và giờ đây xin nhờ tới các nhà nhiếp ảnh chúng ta hãy vâng, quý vị sẽ ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất trong ngày vui ngày trong ngày hôm nay. Còn giờ này xin mời quý vị chúng ta hãy chúc phúc cho hai em một tràng pháo tay thật sôi nổi và hạnh phúc. Vâng, xin mời. Vâng, xin mời cho hai em thật là đẹp đôi. Còn giờ này xin mời hai em sẽ bước lên sân nhà chính diện của gia đình để thắp hương kính gia tiên trong ngày lễ trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Thank you.
đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh. Nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mến. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt phải không em ơi, anh ngưỡng mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi, chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mãi về sau, sáng lấp lánh dù cho thế nào. Nơi hoang hôn thơ mộng vàng, nơi rừng thông xuyên địa đàng. Tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi, rất hoang sơ, rất mơ hồ và thật nên thơ. Qua đêm nay sóng gió sẽ về với mây ngàn. Dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn sâu thẳm trong. Sẽ chung sống